Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản thống nhất kế hoạch cung cấp điện năm 2024 trên địa bàn thành phố theo đề nghị của Sở Công Thương. Trước đó qua xem xét kế hoạch cung cấp điện của công ty điện lực thành phố, Sở Công Thương nhận thấy kế hoạch đã đảm bảo các nội dung theo quy định tại thông tư 34 của Bộ Công Thương. Cụ thể, đảm bảo sản lượng điện được phân bổ, không điều hòa tiết giảm sản lượng điện. Trừ trường hợp bất khả kháng, hoặc khi có yêu cầu của điều độ hệ thống điện miền Nam phải cắt giảm tải, xử lý sự cố. Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện. Có phương án điều hòa tiết giảm điện đối với từng thành phần phụ tải điện và khách hàng sử dụng điện lớn. Có phương án cung cấp điện trong trường hợp mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam, hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ công bố kế hoạch cung cấp điện năm 2024 cho địa bàn thành phố và giám sát việc thực hiện theo đúng quy định